Rắc rắc comeback liệu có cứu nổi sự nghiệp khi xin lỗi sau scandal tình ái? Khi những nghệ sĩ vốn được đông đảo khán giả yêu mến và coi là thần tượng cả về tính cách và lối sống vướng vào scandal, khán giả sẽ mổ xẻ chuyện đời tư của họ và nhắc lại vấn đề quy chuẩn đạo đức trong showbiz nói riêng, xã hội nói chung. Việc Rắc bị tố ngoại tình và có con riêng là một trong những sự kiện gây chú ý nhất trong năm 2021. Khán giả bức xúc, tức giận trước những lời tố của hai cô gái TV và TQ cũng như tuyên bố đã có con với Rắc của Thiên An. Sau 3 ngày im ắng kể từ lúc bị tố, thời điểm đó trước áp lực dư luận, Rắc đã thừa nhận có con riêng và gửi lời xin lỗi đến khán giả. Lời xin lỗi của nam ca sĩ thời điểm đó đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều, một bên cho rằng đây là động thái cần thiết để nguôi ngoai dư luận. Bởi những sai lầm của Rắc không thể im lặng hay tìm cách bưng bít, nhận lỗi và tìm cách sửa sai là phương án tốt nhất cho Rắc. Nhưng ngược lại, nhiều người không hài lòng với bức thư xin lỗi của giọng ca 24 tuổi. Bức thư được viết chặt chẽ về chữ nghĩa và cấu trúc câu văn khác hẳn với văn phong quen thuộc của Rắc. Do đó, khán giả cho rằng bức thư do ekip viết giúp Rắc, câu chữ trong thư cũng thiếu sự chân thành cần thiết. Với lý do trên, khán giả có xu hướng tin rằng Rắc không nhận ra lỗi lầm, cũng không thực tâm xin lỗi khán giả, những nhân vật liên đới và đặc biệt là mẹ con Thiên An. Hành động được đánh giá là nhằm đối phó với dư luận của Rắc khiến khán giả tức giận. Nhiều năm qua, nghệ sĩ Việt thường lấy cớ vấn đề cá nhân để thoái thác trách nhiệm trả lời với truyền thông và công chúng. Nhưng rõ ràng, đây chỉ là cách trốn tránh thiếu dũng khí và kém chuyên nghiệp. Nghệ sĩ là người được nhận nhiều đặc quyền, do đó nghệ sĩ phải gánh lấy phần nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng. Trách nhiệm ở đây không chỉ là trách nhiệm với đất nước, xã hội, mà gồm cả việc giữ gìn hình ảnh, tư cách và lối sống. Nghệ sĩ phải có lối sống đúng đắn với những tiêu chuẩn đạo đức nhất định, bởi họ có sức ảnh hưởng lớn tới người hâm mộ, rộng hơn là xã hội. Vì tác động từ nghệ sĩ tới cộng đồng fan, nghệ sĩ có nghĩa vụ mang tới giá trị tích cực, gồm cả đạo đức và lối sống. Khái niệm vấn đề cá nhân chỉ là cách chống chế vụng về, nhằm bao biện cho những lùm xùm đời tư có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực mà nghệ sĩ tạo ra cho xã hội. Vụ việc của Rắc được đánh giá là phạm phải vấn đề đạo đức lối sống, dễ gây ảnh hưởng xấu đến người hâm mộ. Với nhận thức ngày càng nâng cao, khán giả đã biết họ có thể nâng lên và cũng có thể hạ xuống một nghệ sĩ bằng quyền lực của chính mình. Mệnh đề được khán giả đại chúng đưa ra là người hâm mộ Rắc đều đang ở độ tuổi rất trẻ, đa phần là học sinh và có thể học theo lối tư duy và cách sống thiếu chuẩn mực của thần tượng. Do đó, khán giả có xu hướng tẩy chay, loại Rắc khỏi showbiz để tránh ảnh hưởng tới thế hệ trẻ tương lai. Khán giả ngày nay với sự tiếp sức mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội không còn là những người sớm quên và dễ tha thứ. Do đó, nghệ sĩ không thể cứ im lặng và đợi đến lúc mọi chuyện lắng xuống, khán giả tự nguôi ngoai. Showbiz Việt đang trong giai đoạn chuyên nghiệp hóa ngành công nghiệp giải trí, học theo quy tắc vận hành showbiz của các nước bạn như Trung Quốc, Hàn Quốc. Khán giả Việt cũng đã nâng cao tiêu chuẩn hâm mộ, biết bản thân có quyền lên tiếng, có quyền phản đối và có quyền tác động đến sự nghiệp của những người họ cho rằng không xứng đáng đứng trên sân khấu. Nhìn vào ví dụ gần nhất, trước scandal của Rắc chỉ một tháng, ngôi sao hàng đầu Trung Quốc Ngô Diệc Phàm đã ngã ngựa vì đời tư bê bối, lối sống thiếu chuẩn mực và đi lệch quy tắc đạo đức. Không chỉ cơ quan quản lý văn hóa nghệ thuật kiên quyết loại bỏ những tác nhân gây ảnh hưởng xấu trong showbiz, chính khán giả nước bạn cũng mạnh tay trong việc gây áp lực tẩy chay tất cả hoạt động liên quan đến Ngô Diệc Phàm. Không chỉ ở Trung Quốc, Hàn Quốc cũng là nơi khán giả có văn hóa tẩy chay rất mạnh. Một khi nghệ sĩ gây ra bê bối đời tư, họ sẽ bị khán giả tìm mọi cách loại bỏ, từ tẩy chay nhãn hàng, yêu cầu đài truyền hình cấm sóng đến ký đơn kiện gửi lên văn phòng tổng thống. Tất nhiên, ở Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể và chế tài xử phạt cho những sai lầm về đạo đức, lối sống của nghệ sĩ. Nhưng sức mạnh của quyền lực khán giả đã lan đến Việt Nam, khán giả đã và đang tạo ra ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp của nghệ sĩ. Chúng ta có thể kết luận rằng, việc sự trở lại của Rắc liệu có thành công sau ồn ào tình ái với Thiên An? Liệu những sản phẩm tiếp theo của Rắc có tạo được những tiếng vang như lúc trước? Câu trả lời chắc chắn là không. Đối với ca sĩ Rắc, anh đã có lối sống không đúng đắn và đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức nhất định của một người nghệ sĩ. Nên việc một số bộ phận khán giả và fan đã quay lưng lại với anh chàng là điều dễ hiểu. Minh chứng cho việc này chính là, dạo gần đây, việc Rắc rất chăm chỉ tương tác trong group fan và có hơi nhá hàng về việc trở lại hậu lùm xùm tình ái đã khiến netizen giận dữ cả khịa ít nhiều. Theo đó, gần đây, khi FC đom đóm của Rắc tròn 3 tuổi, nam ca sĩ cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội và đăng bài đăng vào nhóm fan trên Facebook. Thay vì những lời chúc mừng Rắc, đăng ảnh một chú chó kèm theo dòng chú thích ngắn gọn, bé cún hỏi có bánh kem chi không kìa. Một chi tiết đáng chú ý hơn còn rơi vào phần bình luận của bài viết này từ Rắc. Nam ca sĩ bên cạnh trêu các fan mình còn không quên nhắn nhủ thêm về việc sắp được gặp lại, Rắc viết. Chắc không cần chúc xinh đẹp thêm đâu nhỉ, sớm gặp lại, mạnh khỏe và bình an nha.
Bài viết này khiến người hâm mộ của anh không khỏi dần dần thích thú. Tuy nhiên, đối với cư dân mạng thì ngược lại hoàn toàn, họ khá bức xúc và có phần tranh cãi về hành động của Jack. Dù thông báo ở ẩn tu thân, nhưng thời gian này, nam ca sĩ liên tục cập nhật trạng thái trong group fan. Đã vậy, cách viết caption cũng như bình luận lại ít nhiều như đang thông báo về việc mình sắp trở lại các hoạt động sau một thời gian. Chính vì thế mà những dòng bình luận chê trách mỉa mai Jack từ cư dân mạng vẫn xuất hiện khá nhiều. Netizen dường như vẫn giữ thái độ không mấy hài lòng với chuyện ồn ào tình ái của Jack. Một số bình luận của cư dân mạng: anh ở nhà chu cấp 5 triệu tiếp đi anh ạ, trốn vụ này bao lâu rồi, không nói gì đòi làm nhạc đồ, rách rách. Anh Jack thật đẹp trai, anh xứng đáng được cung cấp 5 triệu. Chụp ảnh không lộ mặt nhưng vẫn phèn. Sắp quăng miếng nào quăng, chứ quăng miếng rách 5 triệu là triệu like. Đây không phải là lần đầu tiên Jack có dấu hiệu quay lại showbiz sau ồn ào. Trước đó, cư dân mạng đã tranh cãi ít nhiều khi rộ tin Jack đã hoàn thành album mới chuẩn bị tái xuất. Tin đồn này bắt nguồn từ một trang fanpage quen thuộc của Jack đã đăng tải những rumor tin đồn về sự trở lại này của Jack sau thời gian im ắng. Thông tin này ngay lập tức được người hâm mộ chia sẻ dần dần và vô cùng mong chờ sự trở lại của Jack. Phía trang fanpage cũng viết thêm rằng đây là tin tức từ nguồn tin đáng tin cậy của một người trong ekip làm nhạc của Jack nên dân tình càng thêm chú ý. Tuy nhiên, khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, một số netizen không mấy hài lòng và vẫn giữ thái độ mỉa mai với chuyện ồn ào tình ái của Jack. Họ để lại nhiều bình luận tiêu cực cũng như chỉ trích về việc nam ca sĩ vướng scandal chấn động thời điểm vừa qua.